một trong những sát thủ mà gây nguy hiểm cho cây lan nó riêng, nói chung là cái lan kiếm nó riêng đó, chính là cái con cuốn chiếu. Đây mình cho các bạn thấy nè, mình thấy cái rễ của cái cây mà cây này là cây nghinh xuân hồng gấm, ở miền Nam gọi là miền Trung gọi nghinh xuân, miền Nam gọi là ngọc điểm, và miền Bắc gọi là cái là đai châu đó. Thì các bạn thấy nè, cái đầu ngọn của cái rễ này nó bị con cuốn chiếu ăn và mất mấy tháng sau, 3 tháng sau bắt đầu nó mới mọc ra một cái rễ rễ mới này. Thêm nữa các bạn thấy nguy hiểm đó. Đó. Cái trình tự của nó như thế này, các bạn thấy này, đây ví dụ như cây này chẳng hạn, nó có cái rễ thế này đó. Đấy. Ăn cái đầu rễ này, các bạn thấy nó ăn cái đầu rễ ra đi, ăn cái đầu rễ này thì xem như cái cây nó đâu còn phát triển nữa. Đây mình cho trường hợp thứ hai, mình cho các bạn thấy một trường hợp thứ hai nữa. Đây các bạn thấy cây đang ra rễ thế này mà nó ăn một phát đó là xem như là cái cây đã hết hết